bộ đôi thuốc thảo dược trị tiểu đường Milodia thuộc khoa nội tiết Milotip. Milora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Thực đơn cho người tiểu đường vào dịp Tết Nguyên Đán. Vào dịp Tết Nguyên Đán, thường thì chế độ ăn uống và sinh hoạt sẽ bị xáo trộn. Chính vì vậy, sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường, đây chính là những khó khăn mà họ phải đối diện vì nguy cơ tăng đường huyết vào dịp Tết là rất cao. Vậy giải pháp nào giúp người bệnh vui Tết mà không lo tăng đường huyết? Từ những chia sẻ của bệnh nhân tiểu đường, việc ăn kiêng và tập luyện vào dịp Tết đó là nỗi khó khăn. Theo thống kê, cứ sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán thì số bệnh nhân tiểu đường nhập viện tăng rất nhiều lần so với những ngày thông thường. Trong đó có một số bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy hiểm cho tăng đường huyết. Cuộc sống của người bệnh đái tháo đường bị đảo lộn rất nhiều so với ngày thường. Ăn ngủ không đúng giờ, ăn vặt do phải tiếp khách liên tục kèm theo rượu bia và thuốc lá. Đồng thời, xu hướng ăn uống cũng tăng nhiều hơn, đặc biệt là những món ăn vào dịp Tết chứa hàm lượng tinh bột cao. Thực đơn lý tưởng trong những ngày Tết cho bệnh nhân tiểu đường là lựa chọn những loại thức ăn có chỉ số RI thấp, nhóm tinh bột. Với bánh chưng, bánh tét, món ăn đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết, người bệnh nên chọn loại bánh cỡ nhỏ, nhân ít thịt mỡ. Thay vì ăn cơm, xôi, bánh chưng, người bệnh nên ăn các chế phẩm như mì, bún để giảm thiểu đường huyết. Nhóm đạm, nên hầm xương cụt cho các món canh hầm, hạn chế ăn thịt đông, thịt kho tàu, giò thủ vì chứa nhiều mỡ, chuyển qua giò nạc, giò bò. Nhóm rau củ, nên ăn nhiều loại rau xanh như bông cải xanh, bí ngô, đậu, măng tây, cà rốt. Hạn chế ăn ngô, khoai tây, khoai lang. Nhóm bia rượu, nên uống rượu vang đỏ tối đa 200ml trên ngày. Bia thì mỗi ngày không uống quá một lon. Nước ngọt thì uống loại dành cho người ăn kiêng, uống trà xanh, vừa mát vừa tốt cho người tiểu đường. Ngoài ra, để duy trì đường huyết, người bệnh đái tháo đường nên cố gắng giữ nếp sinh hoạt như thường ngày. Ăn đúng bữa, luyện tập nhẹ nhàng và nhớ uống thuốc. Tuy nhiên, thực đơn nghiêm ngặt này không phải bệnh nhân nào cũng có thể thực hiện được. Milora mang đến sản phẩm mới nhất từ Mỹ, bộ đôi dược thảo Milodia, được chiết xuất từ 100% dược thảo tự nhiên. Bộ đôi này sẽ giúp ổn định đường huyết hiệu quả, đào thải cholesterol, phục hồi chức năng tuyến tụy để giúp đảm bảo được hàm lượng insulin, duy trì bệnh và giảm được biến chứng. Milodia là sự lựa chọn hàng đầu cho đường huyết của bạn. Hãy cùng Milodia chạm đến ngưỡng đường huyết lý tưởng của bạn nhé. Vẫn còn thắc mắc, bạn vui lòng để lại số điện thoại để được các chuyên gia tư vấn hoàn toàn miễn phí, hoặc liên hệ vào hotline của dược phẩm Milora 0909 045 587 hoặc 0962 158 661. Để biết thêm thông tin chi tiết, Milora mời bạn truy cập vào website wendytiểudường.com hoặc youtube.com/MiloraTV, hoặc bạn có thể đăng tải địa chỉ dược phẩm Milora, số 32 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Subscribe, like, rate, cảm ơn đã theo dõi Milora TV.